Darling, just dive right in. Follow my lead. Vâng, hai giai điệu thuộc hai thể loại nhạc khác nhau nhưng lại âm thanh phát ra rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhạc dance thì bốc lửa, còn nhạc trữ tình thì vô cùng êm dịu và sâu lắng. Nhưng thưa quý vị, âm thanh tuyệt vời đó lại được phát ra từ một sản phẩm thuộc phân khúc dòng trung nhưng lại rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đó chính là chiếc loa JBL RM12. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Dòng loa chiếm được cảm tình của người dùng nhờ 4 yếu tố sau: âm thanh tốt, thiết kế đẹp và chắc chắn, độ bền cao, dễ dàng phối ghép với nhiều loại thiết bị khác. Mặt trước JBL RM12 được thiết kế chắc chắn và tinh tế, với những chi tiết bao bọc bằng kim loại cùng logo JBL mạnh mẽ ở phần trung tâm lớp bảo vệ. JBL RM12 còn được tích hợp thêm mạch bảo vệ chống đứt chép. Điều này giúp JBL RM12 thêm bền bỉ và mạnh mẽ. Mặt sau được thiết kế và bao bọc bằng gỗ màu mun đen khá đẹp. Loa JBL RM12 có kích thước khá nhỏ gọn nhưng công suất lên đến 350W. Độ nhạy đạt 92 dB, chất nhạc bốc và mạnh mẽ, chuẩn phòng diện tích hơn 25m². JBL RM12 có thể sử dụng âm thanh ở cường độ cao, không có hiện tượng rè loa khi đánh ở công suất lớn. Đặc biệt là tiếng bass của RM12 mang đến cho quý vị là chắc nịch và sâu. Đặc biệt là khi không sử dụng sub thì tiếng bass chắc chắn với quý vị là sẽ không thua gì các dòng loa cao cấp. Loa JBL RM12 là dòng loa có chất âm trung tính, đều cả 3 dãy với tiếng mid phát ra rất tròn và không có hiện tượng bị méo. Với nút crossover tích hợp ở mặt trước, người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh được tiếng mid và chép nhằm phù hợp với kích thước của phòng sử dụng. Loa JBL RM12 hoạt động ổn định 24 giờ. Cụ thể, trang bị mặt bảo vệ chống cháy chép, cấu tạo hai lỗ thông hơi phía trước, hệ thống tản nhiệt độc quyền JBL, hoạt động liên tục không bị rè và vỡ tiếng. Vâng, và nếu như ai thực sự yêu thích chiếc loa này thì hãy đến ngay với showroom của VDI để chúng ta có thể trải nghiệm được thực tế âm thanh của chiếc loa JBL RM12 này mang lại nhé. Và đặc biệt, với việc quý vị mua sản phẩm ngay tại showroom sẽ nhận được một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 8 triệu 500 ngàn đồng mà thôi. Còn bây giờ hãy cùng subscribe cho kênh YouTube của VDI và xin chào và hẹn gặp lại.